Thưa quý vị, những ngày qua cả nước đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia cùng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Đặc biệt, đợt vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Đến thời điểm này, hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tấn lương thực, nhu yếu phẩm đã được chuyển trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thống kê của Ban Cứu trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến chiều nay 6 tháng 11, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền cùng với hàng hóa trị giá 38 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó, tiền vận động được tại Mặt trận Tổ quốc các cấp là 18 tỷ đồng và hàng hóa, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm trị giá 2 tỷ đồng. Các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong tỉnh cũng ủng hộ tiền và hàng ngàn phần quà, bánh chưng, bánh tét, mì gói, nước ngọt, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác với trị giá 18 tỷ đồng. Ngay khi mà nhận cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc thì BYOCO đã có một cái thông báo rộng rãi đến cán bộ công nhân viên. Thì ngay trong một buổi chiều đầu tiên của cái lời kêu gọi thì là gần như 100% cán bộ công nhân viên đã tự nguyện đóng góp cái kinh phí từ cái cá nhân mình đến cái quỹ để mà chuyển cho ủng hộ đồng bào miền Trung. Thì chúng tôi cũng mong muốn là chia sẻ, góp một cái phần chia sẻ đến những cái khó khăn của đồng bào miền Trung, thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên đến với cái khúc ruột miền Trung thân yêu. Cán bộ công nhân công ty cổ phần nhà nói riêng mà tôi tin chắc rằng toàn bộ nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng là rất là đồng lòng hướng về cái miền Trung đau thương. Thì chúng tôi đã trích ra khoảng 200 triệu để gọi là một cái quỹ của công ty, những tấm lòng nhỏ bé để góp phần giảm bớt cái đau thương thiệt hại của đồng bào miền Trung. Đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức nhiều chuyến công tác cứu trợ tại các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 28 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 22 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trích 4 tỷ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chuyển số hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp nhận được trị giá 2 tỷ đồng đến người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đợt vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động kéo dài từ ngày 19 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 11. Sau đó, Ban Cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ báo cáo xin chủ trương tỉnh ủy về việc tiếp tục chuyển tiền và hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.